Xin chào tất cả các bạn khán giả của kênh Mr. Zero. Và các bạn ơi, hãy cùng với Kim Trinh để tìm hiểu và cập nhật những tin tức bóng đá hàng ngày bằng cách bấm like, subscribe và nhớ bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ những điều gì thú vị của mỗi ngày các bạn nhé. Các bạn fan của Mr. Zero ơi, hãy nhanh tay đăng ký để trở thành hội viên của chúng mình ở đường link phía bên dưới clip để được hưởng những ưu đãi đặc quyền chỉ có fan hâm mộ mới được sử dụng nhé. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Chào mừng các bạn đến với số Q&A thứ 5. Trong thời gian qua, chúng tôi rất vui vì đã nhận được nhiều câu hỏi của các bạn về các vấn đề của đời sống bóng đá trong nước cũng như quốc tế đang được quan tâm hiện nay. Đã có rất nhiều câu hỏi hay được đặt ra cho kênh và sau đây là những câu hỏi đáng chú ý nhất mà chúng tôi đã chọn ra để trả lời. Barcelona đang ngày càng phá sản đội hình mà Messi sắp phải ra đi. Vậy Mr. Zero nghĩ sao về việc thay tướng hoặc thay giám đốc câu lạc bộ Barcelona? Barcelona thực sự đang rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng. Họ đang có khởi đầu tệ nhất tại La Liga sau 18 năm. Trong trận hòa Alaves cuối tuần qua, Messi và các đồng đội chơi bóng không khác gì một đội tầm trung khi thi đấu thiếu tập trung, quyết tâm cũng như thiếu chính xác trong khâu dứt điểm. Bất chấp việc chủ tịch Bartomeu đã từ chức cách đây ít ngày, các ngôi sao xứ Catalonia vẫn trình diễn một bộ mặt rời rạc và thiếu sức sống. Với những thành tích kém cỏi như thế này thì chưa cần đến việc Messi ra đi, mùa giải này Barcelona cũng đang trở nên vô cùng u ám. Nếu huấn luyện viên Koeman không nhanh chóng tìm cách giúp Barca thoát khỏi khủng hoảng, nhiều khả năng ông sẽ phải trả giá bằng việc sớm bị sa thải. Bartomeu, người mang Koeman về, cũng đã từ chức và thật khó để ban lãnh đạo lâm thời của Barca sẽ kiên nhẫn với huấn luyện viên người Hà Lan nếu như những thành tích của đội bóng không được cải thiện. Liverpool sẽ phải chi thêm tiền để mua một hậu vệ nữa. Theo Mr. Zero, nó có đáng không? Liverpool coi như đã mất Van Dijk trong phần còn lại của mùa giải này vì chấn thương đứt dây chằng chéo trước. Đây thực sự là điều tồi tệ với binh đoàn của Jurgen Klopp khi hàng thủ của họ thi đấu cực kỳ chật vật mỗi khi thiếu thủ lĩnh người Hà Lan. Vắng Van Dijk, hàng phòng ngự của Liverpool gần như đã mất đi một nửa sức mạnh của mình. Đương nhiên, The Kop sẽ phải tính đến việc chi tiền để mang về sân Anfield một trung vệ nữa vào kỳ chuyển nhượng mùa đông. Nhìn vào lực lượng hiện tại của họ thì đó là điều bắt buộc khi những Gomez, Matip chưa thể mang lại sự an tâm và luôn để lộ nhiều sơ hở trong khâu phòng ngự. Liverpool được cho là đang liên hệ với David Alaba hay Upamecano để lấp đầy khoảng trống mà Van Dijk để lại. Nếu như có được sự phục vụ của một trong hai cái tên kể trên, Lữ đoàn đỏ sẽ sẵn sàng trở lại cuộc đua cạnh tranh các danh hiệu. De Gea có bị thay thế bởi Henderson? Trải qua quãng thời gian thi đấu tệ hại, đã có nhiều ý kiến cho rằng De Gea sẽ phải nhường chỗ cho Dean Henderson. Thế nhưng cho đến nay, niềm tin của huấn luyện viên Solskjaer vẫn đặt trọn vào thủ thành người Tây Ban Nha. David De Gea đang thực sự trở lại với đẳng cấp vốn có của mình. Anh đã giữ sạch lưới trong trận đấu với Chelsea, Leipzig và đặc biệt là một màn trình diễn siêu hạng trước Paris Saint-Germain tại Champions League. Thủ thành mang áo số 1 đã làm nản lòng các chân sút đến từ nước Pháp khi thi đấu cực kỳ ổn định và có những pha cứu thua xuất thần. Không chỉ Di Maria, cả Neymar rồi Kylian Mbappe đều thất bại trước thủ môn 29 tuổi. Sự chắc chắn của De Gea trong khung gỗ là yếu tố quan trọng làm nên chiến thắng quan trọng của MU trước PSG. Ngay cả khi Dean Henderson đã tạo nên một vài khoảnh khắc ấn tượng trong những trận đấu cúp, Solskjaer vẫn tin tưởng De Gea và điều này chứng minh chiến lược gia người Na Uy đã lựa chọn đúng. Như vậy Henderson sẽ phải tiếp tục chờ cơ hội của mình. Hà Nội có thể vô địch năm 2020 không? Sau nhiều năm thống trị tại V-League, câu lạc bộ Hà Nội giờ đây đã có một đối thủ tại giải đấu. Trận hòa không bàn thắng của Hà Nội trước Viettel mới đây đồng nghĩa với việc họ đã không còn quyền tự quyết trong cuộc đua giành ngôi vương. Đội bóng thủ đô đã rơi xuống vị trí thứ 3, kém Sài Gòn 1 điểm và Viettel 2 điểm. Trong bối cảnh giải đấu chỉ còn 2 vòng đấu nữa, Hà Nội sẽ buộc phải thắng tất cả các trận còn lại và hy vọng những đối thủ xếp trên mình sẽ sẩy chân. Còn nếu như đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm không có được 6 điểm ở hai vòng đấu cuối, gần như chắc chắn họ sẽ trở thành cựu vương của giải đấu. Xét về cơ hội, Hà Nội FC vẫn còn có cơ hội vô địch V-League 2020. Đội bóng của Bầu Hiển cần phải thi đấu thật tốt và mong chờ Viettel không thắng một trong hai trận còn lại. Khi đó, Quang Hải và đồng đội sẽ có chức vô địch quốc gia thứ 6 trong lịch sử và là lần thứ 3 liên tiếp.
Tyrone Mings là một trung vệ chơi rất hay. Mr. Zero nghĩ sao về cầu thủ này? Aston Villa đang là một hiện tượng thú vị tại Premier League lúc này khi họ đang bay cao trên bảng xếp hạng với những thành tích ấn tượng. Trong số đó không thể không nhắc tới Tyrone Mings, hòn đá tảng tại hàng phòng ngự của đội bóng này. Sở hữu thân hình hộ pháp cùng với cách chơi máu lửa, Tyrone Mings là mẫu trung vệ khiến cho rất nhiều tiền đạo e ngại. Trong một ngày có phong độ cao, cầu thủ này hoàn toàn có thể khiến hàng công của đối phương phải tắt điện. Cầu thủ người Anh cũng đang cho thấy sự tiến bộ của mình khi thường xuyên đưa ra những phán đoán chính xác cũng như có khả năng chỉ huy hàng phòng ngự rất tốt. Tuy nhiên, trung vệ 27 tuổi lại không có sở hữu kỹ năng chơi chân tốt, điều này khiến anh khá kém trong việc phát động tấn công. Có lẽ chính vì lý do này mà Mings chưa được các đội bóng lớn để ý tới. Anh cho em hỏi về thủ môn Alisson Dia, sao anh ấy gặp chấn thương nhiều hơn so với nhiều thủ môn nổi tiếng khác? Alisson Becker đang liên tiếp gặp những chấn thương trong mùa giải năm nay. Kể từ khi chuyển đến Liverpool, Alisson thi đấu cực kỳ thăng hoa và giúp đội bóng này giành được cả Champions League lẫn Premier League. Thế nhưng điểm yếu của thủ môn người Brazil chính là việc anh khá mẫn cảm với những chấn thương. Gần như không có mùa giải nào cựu thủ môn AS Roma thi đấu một cách trọn vẹn khi anh gặp phải vài chấn thương vụn vặt. Việc thiếu vắng Becker khiến Liver cực kỳ loay hoay khi trước đó họ đã mất trung vệ Van Dijk vì chấn thương dây chằng chéo. Người đóng thế Adrian lại thường xuyên mắc những sai lầm tai hại. Alisson được giới chuyên môn đánh giá là thủ thành rất toàn diện và có lẽ điểm yếu duy nhất của thủ môn 28 tuổi chính là sự mẫn cảm với chấn thương. MU đã giành chiến thắng 5-0 trước RB Leipzig. Vậy mình có đọc một câu rất hay, đó là Leipzig của Julian Nagelsmann đã không bắt bài được MU vì MU làm gì có bài. Bạn thấy sao về quan điểm này cũng như về huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer? Ở lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League mùa giải 2020-2021, Man United đã nghiền nát RB Leipzig ở Old Trafford với tỷ số 5-0. Không nhiều người nghĩ đội bóng đang dẫn đầu Bundesliga lại thi đấu một cách thảm họa như vậy. Nguyên nhân của trận thua muối mặt này phần lớn đến từ sai lầm chiến thuật của huấn luyện viên Julian Nagelsmann. Đội bóng nước Đức tỏ ra quá non nớt so với đoàn quân của Solskjaer. Họ tràn lên tấn công ngay từ đầu để rồi nhanh chóng bị thủng lưới trước. Việc tăng cường sức ép để tìm kiếm bàn thắng khiến Leipzig để lộ quá nhiều sơ hở trong khâu phòng ngự. Với những khoảng trống mênh mông ở sau lưng hàng thủ, MU đã có quá nhiều cơ hội để ghi thêm bàn thắng. Huấn luyện viên Solskjaer không được đánh giá quá cao về chiến thuật khi lối chơi của Quỷ Đỏ cũng chưa thực sự được định hình. Thế nhưng cách nhập cuộc sai lầm và có phần coi thường đối thủ của Nagelsmann đã tạo ra một thế trận phòng ngự phản công rất có lợi cho MU. Về phần Solskjaer, ông đơn giản là đã đọc vị được huấn luyện viên bên kia chiến tuyến và giành chiến thắng một cách thuyết phục. Với những gì đã thể hiện thì liệu Pep có phải là đã hết thời và ban lãnh đạo Man City có sa thải Pep hay không? Nếu Pep đi thì Nagelsmann hay Pochettino là người phù hợp để thay thế không? Mùa giải thứ 5 của Pep Guardiola tại Manchester City đang có những bước chạy đà rất tệ hại. Theo thống kê, chiến lược gia người Tây Ban Nha đang trải qua mùa giải tệ nhất trong sự nghiệp của mình. Hợp đồng của Pep sẽ đáo hạn vào tháng 7 tới, nhưng giới thượng tầng của The Citizens vẫn đang đặt trọn niềm tin vào ông. Cựu huấn luyện viên Barcelona đã được cung cấp rất nhiều tiền để xây dựng được một đội hình theo đúng ý của mình. Thế nhưng màn trình diễn của Man City vẫn chưa thực sự cải thiện so với các mùa giải trước và đang có chiều hướng đi xuống. Về phần Pep, ông cũng dần cảm thấy không còn hạnh phúc tại sân Etihad. Vì thế, ban lãnh đạo Man City cũng nên chuẩn bị sẵn sàng cho một tương lai không có Pep Guardiola. So với Nagelsmann, thì Mauricio Pochettino tỏ ra phù hợp hơn với nửa sân thành Manchester. Huấn luyện viên người Argentina theo đuổi lối chơi tấn công quyến rũ và cực kỳ khoa học. Hơn nữa, Pochettino đã có nhiều kinh nghiệm chinh chiến tại Premier League cùng với Tottenham và là người đã nâng tầm Harry Kane hay Son thành những ngôi sao thượng hạng. Khi Ronaldo quay trở lại sau khi bị nhiễm Covid-19, thì liệu anh ấy sẽ tiếp tục tỏa sáng hay đây sẽ là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh ấy? Cristiano Ronaldo đã bị nhiễm Covid-19 khi anh đang tập trung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu tại Nations League. Điều này khiến siêu sao người Bồ bỏ lỡ một số trận đấu quan trọng của đội tuyển cũng như câu lạc bộ Juventus. Thế nhưng việc nhiễm Covid-19 gần như sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến phong độ của Ronaldo khi quay trở lại sân cỏ. CR7 vốn được biết đến là người cực kỳ nghiêm túc trong việc tập luyện. Điều này giúp siêu sao người Bồ sở hữu một cơ thể khỏe mạnh và vô cùng dẻo dai dù anh đã bước sang tuổi 35. Ngay trong trận đấu đầu tiên của mình sau khi âm tính với virus corona,
Ronaldo đã lập ngay một cú đúp giúp Juve giành chiến thắng tại vòng 6 Serie A. Hai bàn thắng được ghi vào lưới Spezia ngay trong ngày trở lại là câu trả lời đanh thép nhất của CR7 cho những nỗ lực giữ thể trạng để chống lại dịch bệnh của siêu sao người Bồ Đào Nha. Đó là toàn bộ câu hỏi của số Q&A hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi cho Kinh. Chúng tôi mong sẽ nhận được nhiều câu hỏi thú vị hơn nữa từ các bạn. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên like, share và subscribe cho Kinh. Ngoài ra hãy đặt câu hỏi và thảo luận với nhau ở bên dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.